Vâng, em Dương xin chào các bác đã quay trở lại kênh YouTube cá nhân của em Dương Vinhome. Trước mặt các bác đây là một căn dinh thự tại đảo lớn Ngọc Trai, dự án VinOcean Park Gia Lâm. Một căn dinh thự rất là đắt đắt tiền. Và đây là khu công viên cũng như là bể bơi máy kính 4 mùa công viên. Trước mặt các bác đây là những dãy biệt thự song lập của Ngọc Trai 09. Và video này em Dương sẽ quay cho các bác một căn biệt thự song lập nhưng mà là như đơn lập đó, tại vì nó đứng một mình tại dự án VinOcean Park Gia Lâm, căn Ngọc Trai 0977 trước mặt các bác đây ạ. Các bác hãy cùng với em Dương vào tham quan và trải nghiệm ngôi nhà này nhé. Ngôi nhà này đang có nhu cầu cần bán. Căn này với diện tích là 128m, xây dựng 3 tầng 1 tum, mặt tiền 8,5m, hướng là hướng Tây Bắc các bác ạ. Hướng Tây Bắc. Căn này bốn mặt sân vườn các bác nhé, song lập như đơn lập. Khu đảo Ngọc Trai thì các bác biết rồi, nó là một cái phân khu rất là VIP, an ninh tốt, yên tĩnh, và cái số lượng căn có nhu cầu chuyển nhượng thì cũng tương đối là ít. Đây là sân vườn xung quanh các bác, các bác có thể thấy đây vườn cá này. Đấy, phía sau nhà chúng ta lại được hưởng hai cái khe của căn biệt thự đơn lập, hút gió lắm các bác ạ. Hướng phía sau là hướng đông nam. Còn đây là bên trong ngôi nhà, nhìn từ mặt ngoài vào. Diện tích xây dựng dưới tầng 1 là 66m các bác ạ, và tổng diện tích sàn là 218m. Đây, không gian phòng khách tương đối thoáng. Căn này được anh chị chủ nhà hoàn thiện bằng nội thất gỗ đỏ, hoàn thiện cầu kỳ để ở, đường điện, đường nước nên là các bác rất là yên tâm. Và tổng số tiền hoàn thiện thì nó rơi vào tầm độ khoảng hơn 4 tỷ. Vẫn còn mới. Đây không gian của bàn ăn này, bếp. Đây không gian của phòng khách, đây cửa ra vào cửa chính. Còn đây là không gian của phòng khách. Điều hòa âm trần Daikin. Đây, cầu thang thì cũng được ốp gỗ. Những hoa văn họa tiết tương đối là trau chuốt và cẩn thận. Tân cổ điển nhưng mà mang phong cách rất là hiện đại các bác ạ. Tầng 2 sẽ được thiết kế làm hai phòng ngủ các bác ạ và hai nhà vệ sinh. Các bác nhìn thấy những hệ thống cửa. Làm để ở nên là các bác rất là yên tâm về đường điện, đường nước các bác ạ. Đây hai nhà vệ sinh khép kín của tầng 2. Các bác có thể nhìn thấy là cái nhà vệ sinh chúng ta vẫn có cửa nên nó không bị mùi. Gỗ đỏ tương đối thơm các bác, vào nhà rất thơm. Đây cũng có một phòng nữa các bác nhé. Tầng 2 của chúng ta là hai phòng. Hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Em Dương chuyên làm cho thuê và chuyển nhượng tại dự án VinOcean Park. Em thì cũng giao dịch tương đối nhiều, nhưng trong đảo Ngọc Trai thì số lượng căn bán cũng như là cho thuê thì nó hiếm hơn các phân khu còn lại các bác ạ. Đây là cầu thang đi lên tầng 3. Sàn gỗ các bác ạ. Nhà này toàn gỗ. Đây anh chị thiết kế một cái đàn ghế này. Tầng 3 sẽ được làm một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đây có cả cabin tắm này các bác này. Đây, cabin tắm. Đây phòng ngủ. Căn này thì là sổ đỏ sở hữu lâu dài vĩnh viễn các bác ạ. Và chủ nhà đã có sổ đỏ rồi. Các bác yên tâm. Trong dự án của chúng ta sẽ có hai loại hình. 2.400 căn là sổ đỏ vĩnh viễn. Và tất cả các căn đó đã có sổ đỏ rồi. Còn lại khoảng 1.700 căn thì là sổ đỏ 50 năm. Chúng ta lên tham quan không gian của tầng 4. Các bác có nhu cầu cho thuê hoặc là chuyển nhượng, ký gửi thì các bác liên hệ với em. Công ty bất động sản Ngọc Hân Luxury tại địa chỉ Hải Âu 2-237 VinOcean Park Gia Lâm. Rất được hân hạnh được phục vụ các bác.
các em nhận tư vấn chuyên sâu. Các bác nhớ đăng ký kênh và ủng hộ em Dương các bác nhé. Em Dương xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.